Nga đột ngột tăng quân số và khẩn cấp tiến hành sơ tán quy mô lớn cư dân hơn 50 thị trấn và diện tích khoảng 3.000 km2 ở Kursk, dường như gửi đi một tín hiệu bất thường về cuộc chiến tranh quy mô lớn. Nga tăng thêm 180.000 quân, sơ tán dân ở Kursk. Kể từ khi phát động cuộc phản công ở khu vực Kursk, quân đội Nga đã liên tiếp tiến vào từ hai ngả phía đông và phía tây. Cho đến nay, đã thu hồi được ít nhất 20 khu định cư và khoảng 230 km2 lãnh thổ từ tay lực lượng Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 9 đã ký lệnh mở rộng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người nữa, đưa tổng số quân Nga lên tới gần 2,4 triệu người. Trong đó, có 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Đây là đợt mở rộng quy mô quân đội lớn thứ 3 của Nga kể từ khi bùng phát xung đột giữa Nga và Ukraine. Một mặt, điều này thể hiện quyết tâm của Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mặt khác, cũng có thể thấy rằng Nga đã phải chịu những tổn thất lớn. Một số chuyên gia phân tích rằng, có lẽ Nga đã ý thức được nguyên nhân chính của việc họ bị Ukraine tập kích thành công ở tỉnh Kursk là do thiếu quân số phòng thủ nên đã tuyên bố tăng thêm quân và muốn giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đương nhiên, quân đội Ukraine cũng sẽ không ngồi yên chờ chết trước động thái lớn của quân đội Nga. Kể từ khi quân đội Nga phát động phản công ở Kursk, phía Ukraine đã thường xuyên mở các cuộc tấn công vào các thành phố gần biên giới Nga-Ukraine, với ý đồ làm chậm bước tiến của quân Nga. Cần phải khẳng định rằng hành động của quân đội Ukraine đã có tác dụng nhất định. Tốc độ phản công của quân đội Nga ở Kursk rõ ràng đã bị chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, quân đội Nga đã thực hiện một động thái lớn thứ hai bên cạnh việc mở rộng quy mô lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền địa phương tỉnh Kursk đã phát động một chiến dịch sơ tán quy mô lớn ở các khu vực Kursk và Khomutovka. Cuộc sơ tán diễn ra trong một khu vực rộng khoảng 3.000 km2 và cư dân của khoảng 50 thành phố, thị trấn đã được di tản. Một số chuyên gia phân tích cho rằng mục đích hoạt động này của quân đội Nga rất mạnh mẽ, rõ ràng là sơ tán dân thường để sau đó sẽ đối đầu trực diện với quân đội Ukraine tại đây. Quân Nga có rất nhiều lợi ích từ việc làm trong chiến trường. Trước hết, chiến thuật của quân Ukraine chủ yếu dựa vào các thị trấn, lợi dụng tâm lý ném chuột sợ vỡ bình của quân Nga, khiến một số loại vũ khí họ có trong tay không thể phát huy được tác dụng. Sau khi dân thường được sơ tán, các hệ thống vũ khí tấn công chính xác tầm xa của quân đội Nga sẽ được sử dụng và phát huy tác dụng. Nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái và chất nổ năng lượng cao có thể được quân Nga sử dụng mà không cần lọt vào tầm hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không từ đối phương để thực hiện đòn tiêu diệt chính xác các mục tiêu trọng điểm. Thêm nữa, quân đội Nga tiếp theo có thể chú ý hơn đến khả năng tác chiến hiệp đồng của các binh chủng hợp thành, tức là sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng lục quân, không quân, hải quân, lực lượng đặc biệt và lực lượng không gian mạng thông qua hiệp đồng tác chiến nhanh, đa chiều và đa hướng để phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và thực hiện các hành động tấn công thập sâu và bao vây tiêu diệt. Cuối cùng, xét đến vị trí địa lý của khu vực Kursk, quân đội Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược phòng thủ linh hoạt hơn. Cùng với việc tăng cường công sự phòng ngự ở các vị trí đã định sẵn, sẽ xác định điểm yếu của đối phương, sau đó nhanh chóng chuyển sang phương thức tấn công, lợi dụng khả năng cơ động nhanh chóng của lực lượng cơ giới hóa và đổ bộ đường không để thực hiện những đòn tấn công quyết định. Khó khăn chồng chất của Ukraine. Cho dù kế hoạch của quân đội Nga có thể tiến hành thuận lợi hơn hay không, thì những tổn thất lớn trong cuộc chiến đang dần bóp nghẹt niềm tin thắng lợi của quân đội Ukraine. Theo số liệu của tình báo phương Tây được tờ Wall Street Journal đăng tải vào ngày 19 tháng 9, số thương vong của quân đội Ukraine tuy được cho là ít hơn quân đội Nga, nhưng cũng đã lên tới 80.000 người chết và số người bị thương lên tới 400.000. Con số này tuy có thể không thật chính xác, nhưng điều không thể nghi ngờ rằng tổn thất của quân Ukraine là rất nặng nề. Cũng theo Wall Street Journal, tuổi bình quân của binh sĩ Ukraine hiện nay là 43, khiến họ trở thành một đội quân già nua. Nguồn bổ sung quân số của Ukraine đang trở thành vấn đề lớn, bởi theo ước tính của các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc, khoảng 6 triệu người Ukraine đã chạy ra nước ngoài kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đồng thời, do diện tích lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm giữ tăng lên, tổng dân số tại các vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát đã giảm từ 40 triệu xuống còn 25 triệu, tức là giảm khoảng 15 triệu người, khiến nguồn lực để họ bổ sung quân số ngày càng ít thêm. Trong những ngày gần đây, tình hình gần Ugleda đã trở nên xấu đi đáng kể đối với đội quân Ukraine. Trang bản đồ các hoạt động quân sự Deep State cho biết. Theo trang web, bản đồ hoạt động quân sự Ukraine dựa trên thông tin tình báo nguồn mở Deep State cho biết, tại khu vực Prechistovka, do lữ đoàn 58 đột ngột rút lui nên tuyến phòng thủ của Ukraine đã thất thủ. Còn quân đội Nga đã bao vây cánh phải của nhóm Ugleda của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong những ngày gần đây, tình hình tại khu vực Ugleda xấu đi đáng kể, Deep State cho biết. Cũng theo Deep State, việc từ chối luân chuyển lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine
đã buộc Bộ Chỉ huy phải triển khai lực lượng dự bị phụ trợ của lực lượng phòng không. Lực lượng này không thể đối phó được với sự tấn công dữ dội của quân đội Nga. Trước đó, lực lượng phòng thủ của lữ đoàn số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine ở Prechistovka đã rút quân ngoài kế hoạch. Quân đội Nga đã tiến đến sát sườn phải của nhóm Ugleda của lực lượng Ukraine. Ngoài ra, các đơn vị của Nga đã bắt đầu đột phá xuyên đội hình chiến đấu AFU phía trên Prechistovka theo hướng Empifani, cắt đứt hậu cần đến thành phố. Theo báo cáo của trang tin EA Daily, quân đội Nga đã vượt sông Kazlagach về phía Ugleda, đe dọa bao vây thành phố. Trang tin dẫn lời quân nhân Stanislav Bunyatov của tiểu đoàn tấn công AIDA cho biết rằng điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm rơi vào thế gọng kìm. Triển vọng giữ vững các vị trí trong điều kiện như vậy là không mấy khả quan, đặc biệt là nếu chúng ta tính đến những nỗ lực của đối thủ nhằm phát triển thành công theo hướng đường Bogoyavlenka-Ugleda, Bunyatov cho biết trên tài khoản xã hội của mình. Nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya vừa có chuyến tới vùng Donbass vào cuối tuần qua, dù đã mất đi chức chủ tịch Ủy ban Quốc phòng trong Quốc hội Ukraine. Trở về sau chuyến đi, bà nói, việc mất Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Bà cho biết, khoảng cách giữa Bộ Chỉ huy quân sự Kiev và chiến trường đã xuất hiện. Một số chưa sẵn sàng đầu hàng vùng Donetsk, một số khác không biết thực tế ra sao. Các chiến đấu cơ NATO đã được điều động theo dõi 5 máy bay quân sự Nga bay qua biển Baltic nhưng không cung cấp kế hoạch bay và bật máy phát tín hiệu. Các máy bay quân sự Nga được phát hiện xuất hiện 2 lần vào ngày 20 và 21 tháng 9. Sau đó, các máy bay đã tham gia sứ mệnh kiểm soát không phận vùng Baltic của NATO đã nhanh chóng có phản ứng. Theo không quân Latvia, các máy bay Nga đã bay vào không phận quốc tế gần các nước Baltic nhưng lại không bật máy phát tín hiệu, một hệ thống điện tử giúp duy trì kiểm soát không lưu an toàn. Theo đó, sứ mệnh kiểm soát không phận vùng Baltic của NATO đã điều động các máy bay Eurofighter Typhoon đồn trú tại Latvia lên đường theo dõi và hộ tống máy bay Nga. Không quân Đức cũng xác định các máy bay Nga gồm một Sukhoi Su-35 và 4 Sukhoi Su-30 MKI. Sự việc mới nhất đã làm tăng lên số lượng các cuộc chạm trán tương tự giữa các máy bay quân sự NATO và Nga trên biển Baltic. Latvia cho biết, lực lượng không quân nước này đã phối hợp với các đồng minh NATO để tăng cường giám sát không phận sau một sự cố máy bay không người lái UAV Jet của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Latvia vào đầu tháng 9. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kherson và 13 khu định cư của tỉnh Sumy, Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy. Tỉnh Sumy thuộc Ukraine, giáp tỉnh Kursk thuộc Nga. Tại Kursk, cụm quân phía Bắc Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Mayavka, Malaya Lobnia và Bosaya Obunhivka. Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công loại bỏ các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Lubimovka, Darieno, Novipur, Nikolaevo-Darieno, Tostilov, Malaya-Lobnia và Blekhovo. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công xuyên biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novipur và Medvedev đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày, Ukraine đã mất hơn 380 quân nhân và 11 xe chiến đấu ở Kursk, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép, cùng 3 hệ thống pháo binh, 1 trạm tác chiến điện tử, 1 xe giả phá bom mìn và 14 ô tô. Tổng thiệt hại của Ukraine ở Kursk đã vượt quá 16.000 quân nhân, với 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở bộ binh bọc thép,
795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống phóng loạt, 8 hệ thống HIMARS, 8 hệ thống phòng không, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm radar phản pháo, 2 trạm radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 1 xe cứu hộ bọc thép. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40.000 binh sĩ Nga đã được triển khai đến mặt trận Kursk, biên giới Nga. Về tình hình ở tỉnh Kursk, chúng tôi đã lôi kéo được khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này. Các hoạt động tấn công của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến tình hình chung của cuộc xung đột. Tôi cảm ơn các lữ đoàn chiến đấu của chúng tôi vì lòng dũng cảm của họ. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng một loạt các cuộc họp đã được tổ chức với lãnh đạo quân sự để định hình chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán với đối tác, đặc biệt là liên quan đến Donetsk. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã có thể ngăn chặn khả năng tấn công của đối phương ở Donetsk. Tình hình vẫn cực kỳ khó khăn với các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra trên mặt trận Kurakhovka và Pokrov hàng ngày.